Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng 6 tháng đầu năm 2022. Theo đánh giá, 6 tháng qua, việc thông tin tuyên truyền phổ biến công tác phòng chống tham nhũng và kiểm tra giám sát kỷ luật đảng được triển khai kịp thời đến các tổ chức đảng và đảng viên trong đảng ủy khối cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp đã chủ động tham mưu, bám sát yêu cầu thực tiễn và chỉ đạo của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, cấp trên trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường nắm tình hình và giám sát thường xuyên đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Việc xem xét, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư được các cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp quan tâm thực hiện sau kiểm tra, giải quyết đường thư kết luận rõ ràng từng nội dung, các sai phạm và xử lý kỷ luật đúng người, đúng tội. 6 tháng cuối năm, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện hiệu quả có chất lượng chương trình kiểm tra giám sát năm 2022, trong đó sẽ công khai kết quả kiểm tra giám sát và xử lý kỷ luật nếu có đối với tổ chức đảng, đảng viên trên website và trang tin Đảng ủy khối.